Đến buổi học trực tuyến hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em bài 13. Đó là bảo mật thông tin trong cơ sở dữ liệu. Rồi vậy thì bảo mật thông tin trong cơ sở dữ liệu là gì? Thế nào là bảo mật cơ sở dữ liệu? Chúng ta sẽ xem sao ha. Ngăn chặn các truy cập không được phép, hạn chế tối đa các sai sót của người dùng. Thứ ba, đảm bảo thông tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn. Cuối cùng đó là không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử lý. Các giải pháp để bảo mật. Vậy thì chúng ta xem coi có bao nhiêu giải pháp. Đây, thứ nhất là chính sách và ý thức. Thứ hai là phân quyền truy cập. Thứ ba là nhận dạng người dùng. Thứ tư là mã hóa thông tin và nén dữ liệu. Và cuối cùng đó là lưu biên bản. Do chương trình được giảm tải, ở đây cô sẽ hướng dẫn cho các em là ba cái giải pháp đầu thôi. Đó là chính sách các em là ba cái giải pháp đầu thôi. Đó là chính sách phân quyền và nhận dạng người dùng. Chúng ta đi vào cái chính sách đầu tiên, giải pháp đầu tiên ha. Rồi, đó là chính sách và ý thức. Vậy thì hiệu quả của việc bảo mật thông tin phụ thuộc vào những điểm nào? Thứ nhất là sự quan tâm của chính phủ trong việc ban hành các chủ trương, chính sách, điều luật, quy định của nhà nước. Thứ hai là người phân tích, người thiết kế và người quản trị cơ sở dữ liệu phải có những giải pháp tốt nhất về phần cứng và phần mềm thích hợp. Thứ ba là người dùng phải có ý thức bảo vệ thông tin. Đó là nói về chính sách và ý thức. Vậy thì nói về phân quyền truy cập thì chúng ta xét trường hợp nào? Thế nào là bản phân quyền truy cập? Chúng ta sẽ xét sau đây. Là dữ liệu của cơ sở dữ liệu, được tổ chức và xây dựng như những dữ liệu khác. Thứ ba là được quản lý chặt chẽ, công khai. Người quản trị hệ thống có quyền truy cập, bổ sung và sửa đổi. Vậy thì mỗi bản kia của bản phân quyền xác định có quyền nào cho người sử dụng từng loại dữ liệu của cơ sở dữ liệu. Đó là đọc, sửa, bổ sung và xóa, đó là bốn cái bản phân quyền. Ở đây cô sẽ có một cái ví dụ, chúng ta sẽ đi xét. Hãy quan sát bản phân quyền truy cập sau, em hãy phân quyền cho các nhóm dữ liệu của người dùng. Thứ nhất, chẳng hạn như là cô nói về phụ huynh học sinh khối 10, 11, 12, giáo viên và người quản trị. Vậy thì cô sẽ chia ra làm 3 cột. Cột thứ nhất là mã học sinh, thứ hai là điểm số. Và cuối cùng đó là một số thông tin khác. Vậy thì đối với lại là nhóm phụ huynh học sinh của khối 10, 11, 12 thì sẽ có phân quyền như thế nào? Đối với lại là mã học sinh, họ sẽ có được phân quyền đó là đọc, điểm số cũng đọc, các thông tin khác thì không có quyền thao tác tới. Tương tự đối với lại học sinh khối 11, 12 cũng vậy. Mã học sinh, điểm số cũng chỉ được đọc và các thông tin khác thì không được sử dụng. Còn giáo viên thì sao? Em chú ý, đối với lại giáo viên thì mã học sinh hoặc là các điểm số, các thông tin khác thì giáo viên cũng chỉ là có quyền đọc thôi. Nhưng đối với người quản trị cơ sở dữ liệu thì họ có quyền khác là họ có tất cả các quyền luôn là đọc, sửa, bổ sung và xóa. Em chú ý. Điều gì sẽ xảy ra khi không có bản phân quyền này? Nếu không có bản phân quyền thì các em có thể là gì? Vào trong đó để xem điểm của mình và đồng thời có thể là sửa điểm của mình luôn, không có ai quản lý hết. Chúng ta cần chú ý ở điểm này. Rồi và cuối cùng đó là giải pháp về nhận dạng người dùng. Vậy thì ở đây nhận dạng người dùng chúng ta cần chú ý cái gì? Là khi phân quyền, hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải có những chức năng nào để bảo mật thông tin? Thứ nhất là nhận dạng được người dùng. Thứ hai là xác minh được người truy cập vào hệ thống có thực sự đúng là người đã được phân quyền hay không. Vậy thì những giải pháp nào để nhận dạng được người truy cập vào hệ thống? Ở đây cô có một số giải pháp. Thứ nhất là sử dụng mật khẩu. Thứ hai là chữ ký điện tử. Ngoài ra chúng ta cũng có một số giải pháp khác, chẳng hạn như là sử dụng dấu vân tay nè, giọng nói hoặc nhận dạng con người. Vậy để quản trị cơ sở dữ liệu có những chức năng bảo mật thông tin, người quản trị cơ sở dữ liệu cần cung cấp những cái thông tin gì? Đây, thứ nhất là gì? Bản phân quyền truy cập cho hệ cơ sở dữ liệu. Thứ hai là phương tiện cho người dùng để hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhận biết đúng được họ. Vậy thì khi muốn truy cập vào hệ thống, người dùng cần phải khai báo như thế nào mới có thể truy cập vào hệ thống được? Chúng ta cần chú ý. Thứ nhất
là người đó phải dùng là tên người dùng, thứ hai là mật khẩu. Vậy thì ở đây các em cần chú ý cái gì? Là đối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu, mục đích là để làm gì? Tăng cường khả năng bảo vệ mật khẩu của người đó. Tóm lại, khi nói về bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu thì chúng ta cần chú ý cái gì? Thứ nhất là cần phải tự giác thi hành các điều khoản quy định của pháp luật. Thứ hai là nhất thiết phải có các cơ chế bảo mật, phân quyền truy cập thì mới có thể đưa cơ sở dữ liệu vào khai thác trong thực tế. Thứ ba, không tồn tại cơ chế an toàn tuyệt đối trong công tác bảo vệ, em lưu ý nhé. Rồi, và cuối cùng đó là bảo vệ cả dữ liệu lẫn chương trình xử lý. Tóm lại, chúng ta đối với cái bài học hôm nay thì các em cần nắm những điều đó cho cô ha. Bài học đến đây thì kết thúc rồi. Buổi học này cô chúc các em buổi học thật tốt và đạt được nhiều kết quả nha. Thân ái chào các em.